Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Việt đến từ M2Do Channel. Và ngày hôm nay Việt sẽ đồng hành cùng với các bạn trong một cái chuyên mục, đó chính là review độ hiếm của những lá bài. Thì đây chính là phần 2 so với những cái clip trước thì các bạn đã được xem. Thì mình sẽ nói thêm cũng giống như là mình sẽ bổ sung về những phần còn thiếu ở trong cái clip này. Ok, thì trong clip này mình sẽ nói về hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ nói về các lá bài có độ hiếm khác nhau như thế nào. Và phần thứ hai mình sẽ nói về độ foil và cũng như là cái độ lấp lánh, cái ánh kim của những lá bài. Ok, thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi nào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương đầu tiên, đó chính là mình sẽ nhận biết về độ foil của lá bài. Thì giống như lần trước đã được anh Đức nói đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra độ foil của lá bài bằng cách là nhìn vào góc dưới của nó. Ví dụ như ở đây các bạn thấy lá bài này có độ hiếm là common. Tương tự với lại lá bài này sẽ có độ hiếm là uncommon. Còn đây là rare. Và hai lá bài còn lại có độ hiếm chính là super rare. Các bạn thấy chữ SR dưới đây không? Và lá bài này chính là SBR. Hơi khó nhìn đối với những độ hiếm cao, bởi vì những độ hiếm cao thì cái độ lấp lánh nó sẽ cũng rất là chói sáng, nên chúng ta phải nhìn thật kỹ để có thể là phát hiện được cái độ hiếm của lá bài. Ok, thì đó là phần đầu tiên chúng ta ôn lại cái cách mà làm sao nhận biết được cái lá bài này thuộc độ hiếm như thế nào. Và chúng ta sẽ có 5 mức độ hiếm thông thường, đó chính là common, uncommon, rare, super rare và cuối cùng là special rare. Thì đây chính là độ hiếm theo gọi là mạch chuyển chính. Có nghĩa là độ hiếm này khi các bạn mở một cái booster box nào hoặc là mở một hộp nào, nó cũng sẽ đều có 5 cái độ hiếm này. Và đây là 5 độ hiếm phổ thông nhất mà chúng ta thường hay gặp. Và bên cạnh đó sẽ có những độ hiếm độc quyền khác. Và những độ hiếm độc quyền khác nó sẽ là như thế nào và tên nó ra làm sao thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Bây giờ Việt sẽ nói về cái độ hiếm bên ngoài đầu tiên, đó chính là độ hiếm Epsilon Set Rare. Đầu tiên các bạn thấy là Epsilon Set Rare có một cái độ foil, đó chính là lấy tâm điểm nhân vật làm cái hình ảnh chiếu sáng. Các bạn thấy ở đây chính là Frost for the Clan. Hình ảnh nhân vật này đang có hình ảnh giống như là bay tới vào bản thân mình và được in nổi rất chìm, rất là đẹp. Và độ hiếm của nó là Epsilon Set. Nhưng mà về cái độ foil á, thì Epsilon Set không có một cái độ foil nhất định. Có thể là lấy tâm điểm nhân vật, nhưng cũng có thể là sẽ dùng nhân vật để làm một cái góc chiếu sáng khác. Ví dụ như các bạn thấy ở đây, đây chính là lá Mira. Nhìn thì các bạn có thể nhìn thấy nó giống như là một lá bài common thông thường, không có foil. Nhưng mà thật sự thì lá bài này được foil theo một cái cách ẩn nhân vật, và hình ảnh nhân vật được vẽ theo kiểu truyện tranh rất là đẹp. Thì đây chính là độ hiếm đầu tiên. Để mà sở hữu được cái độ hiếm này á, đầu tiên các bạn phải tìm những cái hộp Epsilon Set, có nghĩa là những hộp bài thường được dùng để làm bổ trợ cho những bộ bài khác. Thì trong cái hộp bài ấy sẽ có những lá bài thế này. Và độ hiếm thế này và nó rất là thông dụng, nên thế là chúng ta có thể là sở hữu được. Và cái mức độ của nó thì mình sẽ đánh giá là nó quý hơn rare một chút, nhưng mà nó lại thua sub rare. Tiếp theo là mình muốn nói đến những lá bài có độ hiếm ngang nhau. Hay nói khác là những độ hiếm này chúng ta có thể tìm thấy trong mỗi hộp red box khác nhau. Đây là ba lá bài với ký hiệu rare khác nhau. Cái này là Dual Power Rare, cái này là Gen 4 Rare, còn đây là Destruction and Answer Rare. Thì mỗi lá bài này á, tại sao mình lại nói là có độ rare ngang nhau? Bởi vì thứ nhất là cái phần foil của lá bài đều là foil bạc. Các bạn có thấy đây, chính là Son Gohan Tag Team. Và đây chính là King Vegeta khi được biến khỉ. Và cuối cùng đó chính là Chamba. Nó đều có một cái màu bạc ở ngay cái vần foil của những lá bài. Các bạn thấy ở đây. Thì những cái lá bài này được kiếm ở đâu? Thì nó sẽ được kiếm ở trong phần wrap box. Wrap box mình sẽ nói đơn giản như thế này, có nghĩa là wrap box là những cái hộp bài dành cho những bạn khi mà mới chơi nhưng mà không biết nên đánh theo lối bài nào, hoặc là không biết đánh theo hướng nào. Thì trong những hộp wrap box nó sẽ có những lá bài đi chung với những lá bài khác để vô tình tạo thành một cái hộp bài, và trong đó sẽ có những cái độ hiếm như thế này. Và mỗi lá bài thế này sẽ tìm thấy ở trong mỗi hộp wrap box khác nhau. Ví dụ như các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ zoom lại gần cho các bạn thấy. Ở đây chính là lá bài có ký hiệu là Gen 4 Rare GFRE, tìm thấy ở trong phần DB3 138. Và tương tự với lại Son Gohan Tag Team, ở đây chúng ta có Dual Power Rare, và ở đây chúng ta có GA Rare. Là đây chính là độ hiếm Chamba. Mình rất thích những độ hiếm này bởi vì đây là những độ hiếm mà rất khó tìm trong những hộp booster box khác. Và cái phần nổi của nó luôn có một cái ánh cầu vòng như thế này, các bạn thấy không? Người ta gọi đây là cái độ hiếm gọi là foil trong foil. Một lớp bạc nhưng mà còn phủ thêm cả một lớp kim tuyến nữa. Thì đây chính là độ foil wrap box, các bạn hãy hình dung như vậy.
Và tiếp đến có một cái độ foil nó mang tên là độ foil Infinity Shade Rare. Đây chính là độ foil mà thể hiện một ý tưởng giả lập mà tác giả nghĩ đến cho nhân vật đó. Ví dụ như các bạn thấy đây chính là Super Saiyan 3 Chum. Nhưng mà chúng ta đều biết được rằng là Chum từ trước tới giờ trong truyện tranh chưa bao giờ biến thành Super Saiyan, cũng như là trong những cái phần ngoại truyện khác. Thì nhân vật này là chính là một nhân vật giả tưởng mà được tác giả dựng nên. Và tương tự như vậy với Nappa Super Saiyan 3, các bạn thấy đây là Nappa. Nappa chính là nhân vật mà trong những phần đầu của truyện tranh chúng ta hay thấy đi cùng với lại Vegeta. Và chúng ta có Son Goku và một số nhân vật khác. Thì cái độ hiếm của lá bài này rất là hay ở chỗ nó được làm theo cái ảnh nổi màu xanh. Tất cả đều có chung một cái ảnh nổi màu xanh nước biển, các bạn thấy ở đây. Và những lá này cũng vậy. Và tương tự với lá này, mặc dù hệ bài có thể là màu đỏ, màu vàng, nhưng luôn có một cái viền màu xanh ở trong cái phần rê của lá bài. Và đặc biệt hơn nữa là những cái lá bài này luôn luôn có những cái ánh lấp la lấp lánh. Đối với một số card game khác thì người ta gọi đây là cái đồ lấp lánh Platinum, bởi vì nó giống như là những cái mảnh gương bị vỡ vậy. Các bạn thấy đây giống như là kiểu Broly đang dùng Super Saiyan lên mà tới nỗi phải bể luôn cả cái gương màn hình. Và đây chính là một trong những đồ rare thường được đánh giá cao trong mức sưu tầm, bởi vì muốn có thì bạn phải đi đủ 5 con giống nhau. Thì Bandai sản xuất ra mục đích là để sưu tầm, bởi vì những lá bài này nếu như mà dùng để đánh thì khi các bạn dùng để chơi thì nó không hữu hiệu cho lắm, nhưng mà nó lại rất đẹp, bạn có thấy đây. Thì đó về độ rare Infinity Saiyan. Tiếp đến thì cũng đó chính là bộ 5 lá bài thuộc hệ rare, đó chính là Destruction Rare. Nó ngược lại hoàn toàn với lại Infinity Saiyan, đó chính là Infinity Saiyan có nền xanh. Thì Destruction Rare thường hay có màu đỏ, các bạn có thấy nhân vật luôn có một cái tia lửa đỏ ở đây. Và tương tự với lại lá bài này cũng vậy, nó sẽ có một cái tia lửa đỏ xung quanh. Mình không biết được là tính chất lá bài này sẽ như thế nào và ra làm sao, nhưng mà tất cả đều có một cái rare màu đỏ, chính là cái độ foil, độ lấp lánh màu đỏ. Và tương tự với lại Infinity Saiyan thì những lá bài này đều có độ hiếm và độ lấp lánh, đó chính là Platinum. Các bạn thấy ở đây chính là những lá bài này luôn luôn phát sáng một cái ánh kim ẩn đằng sau lá bài. Thì đây chính là cái công nghệ làm foil của Bandai mà mình rất thích, đó chính là foil ẩn trong foil, hay nói khác là độ lấp lánh ẩn trong độ lấp lánh. Khi các bạn muốn sở hữu được một bộ như thế này thì phải có đủ 5 lá. Nên thế là những cái lá bài giống như Infinity Saiyan thì nó cũng thuộc dạng là có giá trị sưu tầm cao, bởi vì khi mà dùng cho những bộ bài khác thì lại không hữu hiệu cho lắm. Không biết là các bạn có thích chơi xếp hình hay không, nhưng riêng đối với Việt thì Việt sẽ rất là thích chơi xếp hình. Thì chúng ta sẽ có một cặp độ rare, hay nói khác là một cặp độ bài hiếm đi chung với nhau, đó chính là Hero Noble Rare và Invillian Noble Rare. Thì đây chính là hai lá bài có thể là ghép lại chung với nhau, và nếu như chúng ta có thể là tìm đủ bộ bài thì có thể là ghép chung. Thì nhà sản xuất có nói là trong một hộp bài thì chúng ta sẽ có được một lá bài với độ hiếm như thế này, và chúng ta phải mở tương đương với 10 hộp thì may ra chúng ta mới có thể là đủ một bộ bài. Thì ở đây chúng ta có 9 lá, thì việc rất tiếc là việc bị thiếu đi một lá để mà ghép thành một mảnh ghép. Thì cái cách mà Bandai tạo ra những lá bài nó sẽ luôn luôn có một cái sự liên kết với nhau về mặt hình ảnh. Các bạn có thấy ở đây, chân lá bài này sẽ là tay của lá bài kia. Đấy, các bạn thấy rép lại rất là đẹp. Và tương tự như vậy, với việc là tất cả mọi người sẽ chưởng xuống thì sẽ có một người chưởng lên. Thì giống như là những đồ rare trước thì luôn luôn có một cái độ lấp lánh, đó chính là Platinum. Nhưng mà bên cạnh đây thì cái sự tập trung của cái Platinum nó sẽ vào lên cái chiêu chưởng của nhân vật này. Các bạn thấy nó sẽ chưởng vào đây, giống như là việc hình ảnh thực tế 3D khi mà một nhân vật chưởng vào đây và ở đây nó bị bở đi bức hình vậy. Thì đây là chính là độ hiếm Noble Hero Rare. Các bạn thấy tất cả đều chưởng và nhân vật dưới đây nó sẽ bị nổ bở lên cái độ rare đó. Thì đây chính là độ hiếm mà nếu như mà muốn tìm thì nó có giá trị sưu tầm rất là cao, và nó sẽ không bao giờ đi chung một lá mà nó đi chung một bộ với nhau. Và đó chính là độ hiếm này. Ok các bạn, thì nãy giờ mình đã nói về các độ hiếm mà đi theo cặp với nhau. Thì bây giờ mình sẽ nói với một cái độ hiếm mà nó sẽ đi một mình nhưng mà nó lại rất có giá trị rất là cao. Các bạn thấy ở đây, đây chính là Iconic Attack Rare, hay nói khác là đòn đánh thương hiệu của nhân vật nó. Ví dụ như các bạn thấy ở đây chúng ta có hình ảnh kỹ năng Ultra Instinct Goku Kamehameha. Đây chính là hình ảnh mà khi Goku sử dụng chiêu Kame trưởng thẳng vào đối thủ.
và có nội dung card test đây. Và bởi vì nó là một độ hiếm cao cấp nên là lá bài này được phủ rất là lấp lánh, các bạn thấy bảy sắc cầu vồng và cái lá bài giống như là được tỉa ra từ trong cái trọng tâm của lá bài vậy. Khi mình nhìn vào lá bài này thì các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp ở cái vùng trung tâm của lá bài. Đây mình sẽ quay trung tâm. Đây chính là hình ảnh Goku khi mà lên dạng Uchiha Insectus với độ hiếm là Iconic Attack Rare. Đấy, các bạn thấy cái chữ ER ở đây. Thì đó chính là về cái phần nội dung và độ hiếm này. Thì độ hiếm này thì nó sẽ đi song song với các độ hiếm còn lại, giống như là một phần ngoại truyện vậy. Và cái giá trị của lá bài này rất là cao, không những thuộc về lá bài sưu tầm mà nó còn rất là hữu hiệu trong những lần mà chúng ta sử dụng để chiến đấu ngoài thực tế. Và thì cũng đi đến cuối chương trình thì mình sẽ nói tới một cái độ hiếm mà rất ít người có thể gặp được khi mà chơi game Dragon Ball. Nó mang tên là độ hiếm Reborn Leader Rare. Các bạn có thể thấy ở đây là chính là hai lá bài Son Goku giống như nhau, mặt trước lẫn mặt sau đều giống như nhau. Nó chỉ khác nhau một cái là hình ảnh có thể là hơi khác, và ở đây thì làm foil lấp lánh đẹp hơn. Thì lá bài này được bỏ trong một cái top lot, một cái lá bài bảo vệ card rất là kỹ càng ha. Thì hai lá bài này nó khác nhau ở chỗ nào? Đầu tiên thì mình sẽ nói trước về cái lá bài này. Thì lá bài này đó chính là cái lá bài Son Goku thời kỳ đầu với độ hiếm là Uncommon, các bạn thấy không? Độ hiếm của nó chính là Uncommon, tìm trong hộp BT3032. Thì mặt trước và mặt sau của nó đều là Uncommon và không hề có foil. Nhưng mà lá này đã bị cấm sử dụng bởi vì một lý do là quá mạnh. Nên vì thế sau một thời gian, nhà sản xuất khi đã cấm lá bài này nhưng lại muốn đem nó ra cho bài thủ và những các duelist khác chơi, nên họ đã nghĩ ra một loại rare khác, đó chính là Reborn Leader Rare. Các bạn thấy Reborn Leader Rare có nghĩa là một cái độ hiếm mà chúng ta dùng để làm lại một nhân vật nào đó. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây chính là Son Goku. Thực sự thì hai nhân vật này đều kỹ năng giống như nhau, không khác gì nhau cả. Người ta có thay đổi thì cũng chỉ thay đổi được một hai chữ mà thôi, nhưng mà vì làm lại nên là chúng ta muốn có một sự trở lại hoành tráng. Các bạn thấy ở đây chúng ta có chữ là Son Goku Return, ở đây thì lại không có. Tên thì giống nhau nhưng mà ở đằng sau có chữ Return. Và tương tự với những lá bài Reborn Leader Rare khác, ví dụ như chúng ta ở đây chúng ta có Hit. Hai lá bài Hit rất giống nhau nhưng mà khi biến hình thì Hit này sẽ có chữ Return. Và những nhân vật được làm lại thì luôn luôn có hình ảnh gọi là chìm nền. Các bạn thấy là cái chữ này nó sẽ chìm lại chứ nó không có được đóng thành khung như thế này. Các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ được đóng thành khung nhưng ở đây chúng ta sẽ in chìm. Tương tự với lại những leader khác, ví dụ như là Metacooler. Thì các bạn nhìn đây thì mình đoán thử xem lá nào chính là cái lá được report lại nào. Rất khó để nhận biết đúng không nào? Chỉ có những người nào đã chơi hoặc là các bạn nhìn vào phần dưới đây, nó ghi chữ R, L, R thì chúng ta mới thể là nhận biết được lá bài đó. Ví dụ như lá bài này, mình sẽ cho bạn thấy. Đó, cái chữ dưới đây là chữ R, L, R, chính là Reborn Leader Rare. Thì nói về cái độ hiếm có mang tên đó chính là làm lại những người leader. Và tương tự với lại những lá bài khác. Song song với những lá được làm Reborn, có nghĩa là được làm mới lại hoàn toàn, thì sẽ có những lá được gọi là Rebin. Rebin có nghĩa là sao? Ví dụ như chúng ta có hai lá bài này đều tên là Scientist Fu. Hai lá bài này hoàn toàn giống nhau và thậm chí là nội dung trong phần dưới đây cũng đều giống nhau, và thậm chí level, sức tấn công đều giống như nhau. Hai lá bài này là một, nhưng mà do những người chơi họ cảm thấy là hình ảnh lá bài này xấu quá, hay là vì một lý do nào đó họ yêu cầu nhà sản xuất làm lại cái hình ảnh mới. Ví dụ như chúng ta thấy ở đây, đây là hình ảnh mới của nhân vật này và được in chìm dưới đây. Thì nhà sản xuất rất là chiều lòng fan hâm mộ các bạn. Họ nói là ok, nếu như các bạn muốn làm một lá bài mới với kỹ năng như vậy chỉ thay đổi hình ảnh thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn điều đó. Thì chúng ta thấy đây chính là cái lá bài mà được làm mới lại của Fu. Hình ảnh cũng sẽ theo khác bởi vì nó được vẽ bởi một người tác giả khác, các bạn có thấy. Và nó sẽ khác hoàn toàn với lại Reborn. Và cuối cùng có một độ hiếm mà mình muốn nói đến ở đây, đó chính là độ hiếm Secret Rare. Theo như mạch truyện chính thì chúng ta có độ hiếm Common, Uncommon, Rare, Super Rare và Special Rare. Thì Secret Rare chính là một lá bài cao hơn cả tất cả những lá bài mà mình giới thiệu ban nãy. Giá trị của một lá Secret Rare thường không bao giờ dưới 100 đô và có giá trị thị trường rất cao. Ví dụ như chúng ta có hai lá bài ở đây, có là Secret Rare đều có số level là 8 và có công là 40.000. Các bạn thấy là sức tấn công của những lá bài này là 40.000 hết. Và nó sẽ có chung một cái
nội dung trong lá bài đó chính là Ultimate. Đây mình sẽ quay gần cho các bạn thấy. Đây các bạn thấy Ultimate không? Đây chính là nội dung của những lá mà mang ký hiệu là Secret Rare, là SCR. SCR đây, Secret Rare, và nội dung trên đây là Ultimate. Các bạn thấy chữ Ultimate không? Ultimate có nghĩa là bạn chỉ được giới hạn một lá bài duy nhất trong một bộ bài. Hay nói khác là giá trị của lá bài này sẽ bằng 4 lá bài bình thường. Và cái độ foil của nó làm rất là kỹ. Ví dụ như ở đây chúng ta có hai cái foil, đó chính là foil vàng và foil bạc. Thì chúng ta sẽ giới thiệu trước về lá Super Saiyan 4 Rally. Các bạn có thấy là foil dưới đây nó nổi luôn cả hình ảnh nhân vật. Và cái phần nội dung cũng như là chữ và phần rìa này kiểu giống như là bị vỡ ra vậy các bạn. Giống như là nhân vật này quá mạnh tới một cái mức độ nào đó mà cái chỉ số công cụ không thể nào đo được nổi, và nó phải vỡ ra từng mảnh như thế này. Thì đó chính là cái độ hay của Secret Rare. Ta thấy ở đây đó chính là bư, là nhân vật này nó nhảy ra khỏi nhân vật luôn. Và đây là foil bạc nha các bạn, các bạn thấy màu bạc và có chữ ký của tác giả ở đây luôn. Thì khi được thiết kế thì đây chính là cái chương cuối cùng và cái trang cuối cùng của bộ truyện này. Và giá trị những lá bài này rất cao, và thậm chí có lá lên tới giá là 500 đô các bạn. Thì đó chính là bộ bài Secret Rare này. Các bạn thấy nó luôn cả foil 7 màu, 7 sắc cầu vồng rất đẹp. Nếu như mình nhìn rõ, mình sẽ đưa lại rõ về nhân vật này cho các bạn coi. Đấy, rất là bóng, thấy như là nhân vật được mạ vàng vậy đó. Và mình rất cảm ơn vì các bạn đã theo dõi clip của mình. Thì mình là Việt đến từ M2Do Channel. Và các bạn hãy luôn ủng hộ M2Do Channel. Và mình chúc năm mới các bạn hãy giữ gìn sức khỏe tốt nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.